chào cả nhà. Thì theo cái hành trình gông gũi của mình thì hôm nay mình đang có mặt tại thành phố Cần Thơ để tìm gặp chú Sáu Liêm, người mà được mệnh danh là lão hành khất và cây đàn độc cầm. Thì hôm nay qua bến phà Cồn Khương mình không gặp được chú Sáu. Thì theo lời chỉ dẫn của anh Úc, và đây là anh Úc mà người mà hàng ngày phải chở chú Sáu đi khắp nẻo đường từ chợ này đến chợ kia, hoặc là trên các bến đò, để mà đưa cho chú Sáu đi hành khất bằng cây đàn độc cầm của mình. Dạ em chào anh Úc. Dạ anh chở chú Sáu đi để mà đi đi bán vé số đàn đó hả anh Úc ạ? Anh chở chú Sáu đi đâu chưa? Anh chở cũng 3 năm mấy 4 năm ạ. Anh làm nghề gì? Anh chạy xe đậu xe ôm. Anh chạy xe ôm. Rồi anh chở vậy rồi khoảng bao nhiêu giờ thì anh với chú Sáu mới đi? Nói chung là đi nhiều chợ lắm. Đi ngày 4 năm chợ thì hết sớm thì sớm vậy đó. Dạ chú Sáu Liêm là bây giờ là bán vé số hay là chỉ xin tiền thôi? Cứ như là cứ vô chợ ổng đàn dạo dài nhiều bản đó. Dạ. Người ta bán nghiệp ta cứ cho tiền, cứ mua vé số ủng hộ đó. Dạ cho đấy. Tiền mua vừa bán vé số mà ai cho tiền thì chú nhận luôn. Dạ ở đây là chợ gì ha anh Út? Đây là chợ mà An Hòa. Chợ An Hòa, quận Bình Thủy. Quận Bình Thủy quá. Quận Bình Thủy, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Anh Út có thể dẫn em lại gặp cho chú Sáu không? Gặp chú Sáu Liêm. Dạ rồi anh đi em sẽ đi theo. Theo lời rất là nhiệt tình của anh Út thì đây là chú Sáu, người mà luôn đồng hành với lại anh Út, luôn đồng hành với chú Sáu để mà hành khất trên cái mọi nẻo đường. Chú Sáu đang ở trên phà bến đò sông Hậu Cồn Khương. Thì hôm nay gặp chú Sáu ngồi đây. Dạ con chú Sáu ơi. Dạ con chào chú. Dạ dạ sao giờ này chú ngồi ở đây? Ngồi đây bán cả hết vé số bây giờ. Bán hết vé số hả? Thì sao giờ này chú Sáu không đi ở bến phà nữa sao? Đó, hết vé số rồi mới về phà. Hết vé số chú Sáu mới về phà. Chú Sáu mỗi ngày bán bao nhiêu tờ vé số? 180 tờ. Rồi sáng mà đường là mấy giờ chú Sáu mới hết vé số? Dạ hiện nay còn nhiều không chú Sáu? Còn 26 tờ nữa. Dạ chú Sáu ơi, con gặp chú Sáu thường là đi đàn ở trên cái bến phà Cồn Khương. Dạ. Hôm nay chú Sáu lại đàn ở trên đây. Dạ, chú Sáu cái đàn này là chú Sáu tự chế hay gì? Dạ, tự chế hả? Dạ. Chú Sáu tự chế nó lâu chưa? Mấy chục năm. Dạ bây giờ chú Sáu có thể con mà chú Sáu có thể đi chỗ nào cho nó yên tĩnh tí xíu để chú cháu mình trò chuyện được không? Thôi được rồi, ở đây cũng được. Dạ con sợ xe chú Sáu. Tiếng xe ở đây là quán cà phê hả? Rồi bây giờ con mời chú Sáu vô quán cà phê đi ha. Ngồi đây quán cà phê đi, là chút xíu con phụ tí với số cho. Thì đây là nút mời anh Út vô uống cà phê với em luôn. Rồi thấy chú Sáu ngồi tuổi. Chú Sáu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tết giờ 68 rồi. 68 hả? Chú Sáu là đàn gì lâu chưa? Lâu rồi. Con kêu là ông Sáu đi, 68. Dạ. Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm mà ông Sáu hả? Dạ xin giờ con dẫn đi, con dẫn ông đi. Rồi con mời chú Sáu ngồi qua đây. Ở đây có mấy đứa bé nó dòm ông quá. Dạ, ông Sáu quá. Đây. Dạ. Dạ rồi con chú ngồi xích vô. Anh Út ơi anh qua đây anh ngồi dưới lại chú luôn đi, em tâm sự luôn. Chú ngồi xích vô, chú ngồi xích vô cái ghế nó. Dạ chú Sáu uống gì nè? Cà phê đá. Anh Út uống gì? Cà phê, hai ly cà phê đá, một ly Lipton. Dạ chú Sáu ơi, chú Sáu cho con hỏi vừa uống cà phê vừa chú cháu mình tâm sự nha. Chú Sáu cây đàn này là chú Sáu chế lâu chưa? Lâu rồi, mấy chục năm rồi. Mấy chục năm hả? Chú Sáu sống nghèo cho bánh phà. Chú Sáu bị khiếm thị hồi đó giờ luôn hả? Từ nhỏ đến lớn luôn hả? Hồi 3 tuổi. Hồi 3 tuổi. Lúc nhỏ là ở lúc nãy là con có qua nhà chú Sáu, nhưng mà không gặp chú Sáu, nói chú Sáu đi bán vé số đi đàn rồi. Cái đàn này là chú Sáu tự chế hả? Tự chế. À cho con tham quan cái đàn được không chú Sáu? Được. Cho con cầm cây đàn của mình cái.
Ờ. Dạ. Gỗ này là gỗ là ai đục cho chú Sáu đây? Cái đó thợ mộc. Thợ mộc đục cho chú Sáu. Rồi cái thao này là chú Sáu tự gắn vô. Tự gắn vô. Rồi rồi bao nhiêu lâu đàn nó sẽ mòn cái thao này chú Sáu? Chú gắn thì mỗi năm là mỗi một năm là 20 cái thao. Dạ. Rồi cái này nè, cái đồ cái này là cái con ốc đầu trên này nè, chú Sáu để lên dây đàn hay sao? Dạ. Cái đó lên dây đàn. Lên dây đàn. Cái này chú Sáu tự gắn vô để người ta có cho tiền thì chú Sáu nhận luôn. Dạ. Chú Sáu ơi, cái dây đàn này chú Sáu làm bằng gì vậy? Dạ bằng dây thắng. Dây thắng hả? Xe đạp á. Dây thắng xe đạp của mình. Rồi sao mà chú Sáu làm nó được hẳn giống như vậy? Căng căng chú Sáu tự căng hay là nhờ người ta căng? Tự căng. Cái thao này chú Sáu thay lâu chưa? Lâu rồi. Hả? Sắp sửa thư nữa. Sắp sửa thư nữa hả? Chú Sáu hàng ngày đều quải cái đàn này. Nè chú Sáu cho con hỏi này nè, là chú Sáu học đàn là tự mình học hay là chú Sáu có đi học ở đâu hay không? Học thầy nào cái này là tự mình mò ra. Mình nghe la vô rồi đó, mình lấy chữ đờn trong la vô. Thấy chữ đờn trong la vô. Rồi chú Sáu đàn. Rồi chú Sáu tự đàn bài bản là chú Sáu tự đàn hết luôn. Muốn chơi nhạc thì chơi, muốn chơi cổ rồi. Dạ. Chú Sáu lúc trước mà chú Sáu tự đàn đó, là chú Sáu đàn bằng cái đàn này hay là cái đàn mà guitar của mình? Cái đàn guitar nữa, đây là bị trộm rồi. Dạ. Cái đàn guitar là bị ăn trộm ăn cắp rồi. Bây giờ có người tặng cho chú cái đàn guitar, chú có nhận không? Người tặng thì cũng dẫn vậy. Nhưng mà có cái đàn guitar, chú Sáu vẫn làm cái đàn này hay là sao? Cũng dẫn cái đàn này. Ủa sao chú Sáu không làm cái đàn guitar? Bởi vì sao biết cái đàn đó ra mưa không có được. Ra mưa nó bung. Ra mưa nó bung. Cái đàn bây giờ cái đâu cái dáng treo chứ cái đâu không lại. À đúng rồi, chú Sáu đi ngoài đường thì không thể nào mà lấy cái đàn guitar thùng được, ra mưa không được. Nên chú Sáu làm cái đàn này đặng giải nắng dầm mưa phải không? Giải nắng dầm mưa là dễ sống. Và nó lại thấy lạ nữa. Chú Sáu có đẩy đàn tặng cho con một bài bản chú Sáu đàn đoạn khúc Nam Giang hay giọng Kim Lan nào được hết chú Sáu? Mới cái vụ đó thì cũng nó ngay nó thì chú giờ cũng chưa có rảnh. Dạ. Với thanh nhạc, với cổ, với bài bản là được. Dạ, dạ. Giọng cổ này chú làm được ha. Chứ lấy sáo, chứ cái bản nhạc tiếng đàn ta lư. Tiếng đàn ta lư. Nhạc giải phóng đó nha. Dạ, chú Sáu có đẩy đàn cho con cái. Chú Sáu để số đây đi, không mất đâu. Dạ. Con mời chú Sáu uống nước cái đi. Ha, chú Sáu uống nước nè, nè, cái ly nước của chú Sáu nè. Thì đây là một cái hình ảnh quen thuộc mà hàng ngày chú Sáu Liêm phải mang một cái đàn độc cầm. Ở đây được mệnh danh là cái đàn độc cầm hành khất hàng ngày của chú Liêm. Hôm nay chú đi Liêm sẽ tại vì ở ngoài đường thì nó âm thanh rất là ồn hỗn tạp ở ngoài đường xe cộ, nên chú Liêm sẽ đàn mời chú Liêm vô uống cà phê để chú Liêm đàn cho con một câu vòng cổ thôi nha chú Liêm ha. Chú Liêm ơi, con thấy ý, ở trên mạng con chú trà giống như cái Hạ Uy Di chứ không phải là chú bấm bằng ngón tay. Ô chú trà bằng cái này là cái dụng cụ trà của chú đấy hả? Con mượn cái này là chai dầu mà chú. Dầu nóng. Dầu nóng. Con tưởng đâu là chú trà bằng cây sắt chứ. Rồi bao nhiêu lâu rồi nó sẽ bể chai dầu này? Hai ba tuần lễ nó bể. Vừa cay á rớt bể. Rớt bể. Chứ trà vô dây này nó không sao hả chú? Dạ. Dạ.
hay luôn. Cái âm nó lại lớn hơn là cái đàn guitar thùng của mình chú Sáu. Âm nó lại thanh hơn. Nhưng mà câu hỏi chú Sáu này, tại sao chú Sáu lại biết những cái âm đó? Khi mà chú Sáu chà cái tay của mình, cái này của mình vô nè. Ăn luôn cái tay rồi. Ăn luôn cái tay của mình. Sao biết cái viếm của nó hả chú ha? Biết chứ. Đầu viếm cho quen rồi. Dạ. Mới thì là bài gì chú Sáu? Cổ hả? Cổ ha. Bài bản à. Bài bản dạ chưa. Bây giờ chú Sáu sẽ đàn bài gì chú Sáu